Ngày 24 tháng 8, Nga và Ukraine tuyên bố đã trao đổi 115 tù binh chiến tranh mỗi bên với vai trò trung gian của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Cuộc trao đổi tù binh diễn ra chỉ hơn 2 tuần sau khi Kiev bất ngờ tấn công vào khu vực Kursk của Nga vào ngày 6 tháng 8 và vào đúng ngày độc lập của Ukraine. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky xác nhận 115 binh sĩ của lực lượng vệ binh quốc gia, lực lượng vũ trang, hải quân, cục biên phòng nhà nước đã được trở về. Trong khi đó, Moscow cũng xác nhận cuộc trao đổi khi 115 quân nhân Nga bị bắt làm tù binh ở khu vực Kursk được trả lại về nhà. Các binh lính này hiện đang ở nước láng giềng Belarus, nơi họ nhận được sự hỗ trợ về mặt tâm lý và y tế và sẽ sớm được đưa về Nga.